Hello mọi người, bây giờ mình khá lâu rồi mình không đi cắt tóc. Nhiều bạn bình luận là anh ơi, anh cắt tóc ở đâu mà đẹp thế? Anh cắt tóc ở nhà anh thôi. Đấy, không biết em nó có nhà không biết. Tóc mình bây giờ khá dài. Bây giờ mình coi nhà em nó có nhà không?